Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Chiếc này của em sản xuất năm 2019, nhập khẩu nguyên chiếc mọi người nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, biển 30F70009. Xe của em chạy được 25.000 km mọi người nhá. Xe thì còn khá là mới, màu trắng, nội thất màu đen, biển số Hà Nội. Đó. Chiếc xe này thì hiện tại còn khá là mới. Đây là một trong số những cái phiên bản của Camry mà từ trước đến nay em cảm thấy ưng ý nhất và hài lòng nhất. Thứ nhất là được bán chính hãng, thứ hai là giá thành hợp lý, khá là rẻ so với thời điểm hiện tại. Thứ ba nữa thì là những chiếc xe Camry bây giờ đã thay đổi rất là nhiều so với trước đây. Trước đây thì có ít option, đơn giản. Nhưng bây giờ hiện tại thì những chiếc Camry đã được thay đổi rất rất nhiều. Thêm rất là nhiều option, điển hình như mọi người có thể thấy được cái mặt ca lăng, mọi thứ đã thay đổi, nó không còn đơn giản như cái tiếng Toyota ngày xưa nữa. Bây giờ thì Toyota đã chấp nhận, đã thay đổi mọi thứ rồi, thay đổi theo công nghệ. Chiếc này hiện tại thì được sử dụng một bộ vành đa răng, la răng 5 chấu. Bản 2.5Q thì sẽ có cửa sổ trời, có cửa sổ trời này, có hất kính lái này, và có phanh tay điện tử, có chế độ lái, có auto hold, có màn hình phông tiếng Việt mọi người nhé. Tất cả những cái option này thì được trang bị trên chiếc Camry 2.5Q này, bởi vì trước đây thì nó sẽ chưa có đâu mọi người nhé. Camry phiên bản 2.5Q. Đó. Hiện tại nếu như anh chị muốn mua mới á, thì những chiếc Camry này bây giờ thứ nhất là giá đã cao hơn rất là nhiều. Nó không còn được giảm giá như trước đây nữa. Bây giờ hàng nhập khẩu lại càng khan hiếm và tăng giá. Tất nhiên là mua xe ở bên em thì chất lượng sẽ được đảm bảo, và anh chị có thể mang xe vào hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để kiểm tra về chất lượng của chiếc xe rồi mọi người nhé. Bên cửa hàng của em thì có dịch vụ thu mua lại xe trên toàn quốc, nên là anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà lấy xe của bên em ấy, thì bên em sẽ có giao xe tận nhà cho mọi người, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Ngoài ra nữa thì có dịch vụ thu mua và đổi các xe lại trên toàn quốc, nên là anh chị nào muốn đổi các xe thì vui lòng alo cho em. Bên em sẽ giao xe tận nhà cho mọi người. Đây ạ, ghế nguyên bản của xe màu đen. Màu đen này thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Rất là nhiều anh chị sẽ thích cái màu đen này. Có nhiều người thì thích trắng nâu hoặc là trắng kem. Nhưng có nhiều người lại thích là trắng đen, bởi vì màu đen nó sẽ sạch. Đó. Có hai màn hình gối ở phía sau. Cái này được trang bị thêm mọi người nhá, nguyên bản thì sẽ không có đâu. Ở phần cốp thì cũng khá là rộng rãi và thoải mái. Camry phân khúc hạng D thì từ xưa nay vẫn được đánh giá rất là cao. Ngay cả thời điểm hiện tại thì cá nhân em thấy là Camry này vẫn được rất là nhiều khách hàng lựa chọn, không phải chỉ riêng gì các anh chị trung tuổi đâu. Bây giờ thế hệ trẻ cũng mua Camry rất là nhiều, vì cái giá tiền hiện tại nhá, với cả hai nữa là giống như cá nhân em, điển hình như cá nhân em bây giờ nếu như giả sử để lựa chọn một chiếc xe đi lại và vừa tiền thì chắc chắn là không thể bỏ qua chiếc Camry này rồi. Đó là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào, thậm chí là còn sự lựa chọn thông minh cho tất cả khách hàng luôn. Ngoài ra nữa thì chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này của em còn được trang bị thêm cả hệ thống camera 360 mọi người nhá. Cái này là được lắp thêm, lắp ngoài đấy ạ. Nguyên bản thì sẽ không có đâu mọi người nhá. Đó, cái này được lắp thêm camera 360, có thiết bị giám sát hành trình nữa ở trong xe. Đó. Rồi, ngoài ra nữa thì bên em còn khá là nhiều dòng xe để cho mọi người có thể lựa chọn. Mercedes-Benz hay là tất cả những dòng xe khác thì đều được bên em bày bán tại cửa hàng, nên là anh chị có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp bên em để xem xe. Hiện tại thì em đang bán chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, sản xuất năm 2019, màu trắng, nội thất màu đen, biển số Hà Nội. Xe chạy được 25.000 km. Giá bán là 1 tỷ 169 triệu mới nhá. 1 tỷ 169 triệu. Hỗ trợ mọi người trả góp 70% và giao xe toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Mọi người đừng quên
qua Zalo hay là Facebook của em để có thể theo dõi em được chi tiết hơn và cập nhật được tình hình mua bán xe ô tô của cửa hàng bên em. Em là Song Thảo mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.